bể hết cả lốc máy dày bằng này, bể lốc máy của mình nha, bể lốc xe của mình, rồi chạy cả sau làm áo. Thì mình có xuống mình có nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà bạn ấy hôm nay là bạn ấy say thì dừng ngay góc ngã tư đường 3/2 là Lê Hồng Phong. Mình đang dừng đèn đỏ trước thì bạn say bạn tông mình từ sau lên, thì có xuống nói chuyện thì bạn ấy đòi gọi người đến đánh mình. Thì mình mới đem xe của bạn ấy về, chứ mình không có ăn cắp nha. Thì chút nữa mình sẽ quay cái clip xe của bạn ấy. Hiện tại mình đang để nhà chứ mình không ăn cắp, mình phải đứng chính lại, tại vì hôm nay đụng xe thì mình có nói là xuống em giải quyết ổn thỏa. Bạn đến đến mình thì bạn ấy say, bạn xỉn, bạn ấy không có đồng ý, bạn đòi gọi người đến đòi giải quyết. Thì hôm nay là mọi người làm chứng, có dân ở đó người ta làm chứng cho mình nha. Thì chút nữa có gì mình sẽ quay clip xe của bạn ấy lại.